Xin kính chào quý vị và các bạn. Kênh Minh Hải miền Đông chia sẻ và đọc những câu chuyện trong và ngoài nước hay nhất. Và ngày hôm nay tôi tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn một câu chuyện đầy nước mắt và đau xót trong gia đình của hai vợ chồng. Mong rằng quý vị và các bạn lắng nghe, chia sẻ. Trước khi vào câu chuyện này, tôi không quên gửi tới các bạn, cô chú anh chị gần xa, một lời chúc bình an, vui khỏe, may mắn trong cuộc sống. Giờ đây kính mời quý vị hãy lắng nghe theo dõi chi tiết về câu chuyện này. Giữa lúc đám tiệc đang diễn ra vui vẻ thì vợ cũ tôi đột nhiên xuất hiện. Cô ta trông khác nhiều, trẻ và xinh hơn, nhưng tôi chẳng quan tâm. Vợ tôi đẹp hơn vợ cũ rất là nhiều. Đã là phụ nữ thì phải biết đẻ chứ. Nếu không sinh được con thì chẳng khác gì vô dụng. Lúc trước, sau một năm lấy nhau và biết vợ bị vô sinh mà tôi chán lắm. Tôi là con trai duy nhất, phải có trách nhiệm nối dõi tông đường. Hơn nữa, trong nhà không có tiếng trẻ thơ thì khác gì một ngôi nhà chết. Nhưng vừa mới cưới một năm, đã bỏ vợ thì thiên hạ sẽ nói tôi là gã đàn ông bội bạc, vô tình, vô nghĩa. Cố gắng ở với nhau được 3 năm thì tôi không thể chịu đựng được nữa. Quan trọng là lúc ấy cô người tình bé nhỏ của tôi đã mang thai rồi. Ngày hôm ấy về nhà, tôi ném đơn ly hôn rồi vứt hết đồ đạc, hành lý của vợ ra ngoài. Thực ra tôi cố tình làm như vậy đấy, để cô ta chết tâm về tôi. Chứ nếu ngọt nhạt khuyên nhủ rồi sứt mướt chia tay, chẳng biết bao giờ mới bỏ được. Đứa con của tôi ngày thì một lớn dần, tôi phải nhanh chóng cưới người tình để cho mẹ con cô ấy được một danh phận đàng hoàng. Đêm ấy nhìn vợ hèn mọn xách hành lý ra khỏi nhà, tôi cũng có một chút áy náy thương cảm. Nhưng suy cho cùng cũng là lỗi của cô ấy. Nếu cô ấy mà đẻ được thì có phải mọi thứ đã êm ả rồi không? Mọi chuyện sau đó với vợ cũ thế nào tôi không quan tâm. Còn đối với tôi rất là hạnh phúc và suôn sẻ. Vợ tôi vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng, ngọt ngào, rất biết cách chiều chồng. Chẳng những thế, sau đám cưới nửa năm còn sinh cho tôi cậu con trai đầu lòng kháu khỉnh. Bố mẹ tôi mừng lắm, chiều chuộng con dâu và cháu nội vô cùng, chẳng tiếc con cháu bất cứ thứ gì. Sau 3 năm chung sống với vợ tôi mang thai lần thứ hai, lần này tiếp tục là một bé trai. Gia đình tôi cũng có chút của ăn, của để, có hai đứa cháu nội nối dõi tông đường, quả thực không còn gì mong mỏi hơn. Vào sinh nhật tròn 1 tuổi của con trai thứ hai, cũng gần với ngày cưới 5 năm của hai vợ chồng, gia đình tôi tổ chức một bữa tiệc linh đình kỷ niệm ngày cưới và tổ chức sinh nhật cho thằng bé. Trong bữa tiệc ấy, bố mẹ tôi đã để lại toàn bộ tài sản cho hai cháu trai, gồm đất đai và sổ tiết kiệm trong ngân hàng, số tiền lên đến gần chục tỷ đồng. Ông bà chẳng giữ lại làm gì, vì hai người đã có lương hưu, tự lo cho bản thân được, ốm đau đã có bảo hiểm của nhà nước. Bố mẹ không cho tôi, nhưng cho hai cháu thì cũng chẳng đi đâu mà thiệt. Giữa lúc đám tiệc đang diễn ra vui vẻ thì vợ cũ tôi đột ngột xuất hiện. Cô ta trông khác nhiều, trẻ và xinh hơn, nhưng tôi chẳng quan tâm. Vợ tôi đẹp hơn vợ cũ rất là nhiều. Cả nhà tôi đều khó chịu khi nhìn thấy cô ta. Tôi đang định đứng lên đuổi cổ vị khách không mời ấy thì đột nhiên vợ cũ mỉm cười rồi đưa cho tôi một tờ giấy mỏng. Đó là kết quả khám bệnh. Tên bệnh nhân ghi trên đó không xa lạ gì, vì chính đó là tôi. Khi trước sợ anh bị chạm tự ái đàn ông nên tôi giấu kết quả đi, tự nhận lỗi về vô sinh, về mình. Không ngờ hành động đó lại giúp tôi nhận ra bản chất của một con người. Ngày hôm nay mới xuất hiện, đúng là tôi có cố tình đấy. Thế nào, món quà của tôi bất ngờ chứ? Không tin, anh có thể đến bệnh viện kiểm tra lại ngay lập tức. Nói xong, vợ cũ vứt lại tờ giấy rồi quay người đi luôn. Kiểm chứng thực hư chẳng phức tạp gì, chỉ cần xét nghiệm ADN
hai đứa trẻ là biết rõ chúng có phải con đẻ của tôi hay không. Tôi nhìn sang vợ, cô ta tái mét. Em luôn nghĩ chúng là con anh, chứ không phải con người tình cũ của em. Em thật sự không biết anh không có thể là có con. Ngày hôm đó, gia đình tôi lập tức mang hai đứa trẻ đi xét nghiệm ADN. Để rồi khi nhìn kết quả chính xác trên tay, bố mẹ tôi ngất ngay tại chỗ. Còn cuộc đời tôi thì rơi vào vực thẳm. Chúng chẳng hề có quan hệ huyết thống với tôi, cả hai đứa. Mọi chuyện bị phanh phui, vợ tôi lập tức đem theo hai đứa trẻ và toàn bộ tài sản bỏ đi, nhất quyết không trả lại đất đai và sổ tiết kiệm cho gia đình tôi. Mọi thứ đến quá bất ngờ, quá đau đớn. Gia đình tôi mất tất cả, chẳng còn lại gì. Tôi thật sự gục ngã, không thể gượng dậy nổi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, một câu chuyện mà tôi nghĩ rằng quá đau xót, và nói chung là quả báo cho người chồng chia sẻ về câu chuyện của mình. Anh ta lấy vợ, anh ta vô sinh mà anh ta không có biết. Anh ta đổ thừa cho người vợ hiền thục của mình và quyết định đuổi cô ta ra khỏi nhà để đi lấy người tình. Vì trong lúc đó người tình đang mang thai, và anh ta cứ suy nghĩ rằng cái thai đó chính là con của anh. Và anh nói người vợ cũ của anh là cao điếc, không biết đẻ. Nên anh ta đã có một cuộc sống hôn nhân của người vợ mới sau này rất là hạnh phúc. Vì cách đó 3 năm sau cô ta lại sinh cho anh ta thêm một đứa con trai nữa. Và điều đau đớn hơn trong cái dòng họ bên nhà chồng, tức bên phía anh ta, cha mẹ đã đưa hết tài sản hơn 10 tỷ đồng để cho hai đứa cháu nội. Không ngờ đến khi được tất cả cô vợ cũ vạch trần ra anh ta là người có mang bệnh, là vô sinh chứ không phải cô ta, thì mới té ngửa ra đi khám xét nghiệm ADN của hai đứa trẻ thì không phải là huyết thống của anh ta. Câu chuyện quá đau lòng. Và người vợ mới biết được sự việc thì cô ta đã lấy hết tất cả tài sản, sổ tiết kiệm, đất đai mà cha mẹ bên chồng để lại cho hai người cháu này bỏ đi luôn. Đây là một cái sự thật quá phũ phàng. Đúng thiệt anh ta chết dở và gục ngã, không có thể là gượng dậy được nỗi nữa rồi. Thì tôi cũng mong rằng quý vị lắng nghe câu chuyện đầy bi kịch trong gia đình của người đàn ông này để bình luận và chia sẻ. Tôi rất chân thành cảm ơn. Đến đây tôi xin chào và hẹn gặp lại.